Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai 27 tháng 6, các sĩ tử trên cả nước sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cùng thời điểm này, đợt mưa diện rộng tại khu vực Bắc Bộ cũng có xu hướng giảm dần. Thời tiết các ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở miền Bắc cũng như cả nước tương đối thuận lợi, một số khu vực có xuất hiện nắng nóng. Từ ngày mai 27 tháng 6, ngày các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời tiết miền Bắc tương đối dễ chịu sáng toàn vùng có mưa rào, nhiệt độ giao động từ 23 đến 28 độ. Tuy nhiên, từ trưa và chiều, trời nắng gián đoạn, thời tiết mát mẻ. Trong hai ngày thi chính là 28 và 29 tháng 6, thời tiết các tỉnh miền Bắc mát mẻ, cục bộ có nắng nóng nhẹ, chiều tối có thể có mưa rào. Trong khi đó, miền Trung có nắng nóng nhưng không gay gắt. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng nóng nhẹ, chiều tối có thể mưa rào. Như vậy, trong thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, từ ngày 27 đến 30 tháng 6, thời tiết các vùng trên cả nước tương đối thuận lợi, ít khả năng xuất hiện thiên tai. Thời tiết dễ chịu ở cả ba miền trong những ngày sắp tới là điều kiện thuận lợi để thí sinh và người nhà đi lại, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.